Chào mừng bạn đến với bản tin chuyển nhượng ngày 16 tháng 6 trên kênh Mịn Vn Econ News. Những ngày vừa qua là khoảng thời gian mà các câu lạc bộ đã tăng tốc để đẩy nhanh việc kích hoạt bom tấn trên thị trường chuyển nhượng. Bản tin vào lúc 10:30 mỗi sáng sẽ cung cấp cho các bạn những góc nhìn đa chiều, những diễn biến nóng nhất của những thương vụ hot hơn cả trong thời gian ở đây. Nào hãy cùng bắt đầu ngay với phần tin tức đáng chú ý thôi. Theo nguồn tin từ tờ Sky Sports, Inter Milan đang mở các cuộc đàm phán để đưa tiền đạo Romelu Lukaku trở lại Inter. Tờ Corriere dello Sport tiết lộ giám đốc Inter sẽ trực tiếp thương thảo trong thương vụ này. Tờ Telegraph xác nhận Nezazzurri có thể sẽ hoàn tất việc ký hợp đồng cho mượn với chân sút người Bỉ vào cuối tuần. Tuy nhiên, báo chí Anh loan tin mức phí mà tờ Blue mong muốn ở thương vụ này lên tới 20 triệu bảng. Biết mình sẽ gặp khó trong việc mang về người cũ, đội chủ sân Giuseppe Meazza đã quyết định đề nghị Chelsea trao đổi cầu thủ. Theo tờ Gazzetta dello Sport, Inter sẽ để trung vệ Milan Skriniar sẽ tới Stamford Bridge kèm theo một khoản tiền nhằm có được sự phục vụ của Lukaku theo chiều ngược lại. Nhà báo Gianluca Di Marzio của tờ Sky Sport Italia cho hay, tiền đạo sinh năm 1993 vẫn âm thầm liên hệ với ban lãnh đạo Inter Milan từ tháng 1 tới nay với mong muốn được sớm trở lại sân Giuseppe Meazza. Theo Evening Standard, Chelsea có thể sẽ hỗ trợ một phần lương để Lukaku trở lại Inter Milan theo dạng cho mượn ở hè 2022. Tuy nhiên, điều kiện The Blue đưa ra là Lukaku phải giảm lương và trong hợp đồng có điều khoản mua đứt nếu cầu thủ 29 tuổi chơi tốt. Trong bối cảnh trung vệ Gerard Piqué không còn nằm trong kế hoạch của huấn luyện viên Xavi ở mùa giải tới, Barcelona đang gấp rút trong việc tìm những gương mặt thay thế lão tướng người Tây Ban Nha và một trong số đó là tài năng trẻ Jukwuende của Sevilla. Tờ Sport tiết lộ chiến lược gia sinh năm 1980 đã xác định chốt chặn 23 tuổi sẽ là đối tác ở trung tâm hàng thủ của Barca với Ronald Araujo trong mùa giải mới. Dù vậy, các khổng lồ xứ Catalan cần đánh bại Chelsea và Newcastle ở thương vụ này bởi cả hai đại diện từ xứ sở sương mù cũng rất quyết tâm có được trung vệ sinh năm 1998. Tờ Mundo Deportivo cho hay, sao mai người Pháp sẵn sàng từ chối những lời đề nghị đến từ hai câu lạc bộ ở Premier League để gia nhập Blaugrana. Nhật báo này khẳng định Chelsea và Newcastle chấp nhận mức giá 70 triệu euro mà đội chủ sân Raymond Sanchez Pizjuan yêu cầu, còn đội bóng xứ Catalan đang tìm cách đàm phán để làm giảm đi con số trên. Tuy nhiên, không chỉ có ba câu lạc bộ vừa kể, Bayern Munich là đội bóng mới nhất chen chân vào cuộc đua giành chữ ký của Koundé và thông tin này đã được tờ Football London khẳng định. Tuy không chơi tệ như Piqué trong mùa giải vừa rồi, nhưng khả năng cao Ousmane Dembélé cũng sẽ không có tên trong kế hoạch của huấn luyện viên Xavi ở mùa giải tới. Hợp đồng của chân chạy cánh người Pháp sắp đáo hạn, nhưng cả Barcelona và Dembélé đều không chịu xuống nước trên bàn đàm phán. Bởi tờ Daily Mail cho biết, hôm 13 tháng 6, Ousmane Dembélé đã từ chối đề nghị cuối cùng của Barca về việc ký hợp đồng mới. Do đó, Blaugrana chắc chắn mất trắng cựu sao Borussia Dortmund khi anh sẽ ra đi vào mùa hè dưới dạng chuyển nhượng tự do và đã có vài câu lạc bộ quan tâm đến Dembélé. Theo tờ Mundo Deportivo, Paris Saint-Germain đang xem xét việc đưa ra một lời đề nghị mới dành cho tiền đạo 25 tuổi bởi họ hiểu rằng Chelsea có lợi thế hơn mình ở thương vụ này. Tờ Ludic Sport tiết lộ Dembélé sẽ chọn đầu quân cho Chelsea vào hè này thay vì Paris Saint-Germain. Nhưng điều khiến Paris Saint-Germain tự tin là huấn luyện viên Zinedine Zidane sắp ngồi vào chiếc ghế nóng ở sân vận động Parc des Princes và động thái này có thể khiến cầu thủ người đồng hương quay xe. Thậm chí tờ Sport đưa tin, cựu thuyền trưởng của Real Madrid đã lên sẵn kế hoạch chi tiết cho câu lạc bộ nhà giàu nước Pháp trong việc mua ai bán ai ở phiên chợ mùa hè và cái tên Zidane nhắm đến cho một vị trí trên hàng tấn công là Dembélé. Mặc dù đã có được sự phục vụ của tài năng trẻ Darwin Núñez với mức giá 100 triệu euro, Liverpool vẫn đang tìm kiếm thêm những gương mặt mới cho hàng tấn công của mình. Và theo tờ Daily Mail, The Kop đã đưa ra lời đề nghị trị giá 60 triệu bảng cho Rafinha, cầu thủ đang thuộc biên chế của Leeds United. Tờ The Sun cho hay, ngoài 60 triệu bảng kể trên, đội chủ sân Anfield còn có ý định gắn thêm tiền đạo Takumi Minamino để tăng khả năng có được sự phục vụ của chân chạy cánh người Brazil. Mặc dù quyết tâm là như vậy, nhưng theo nguồn tin từ Football 365, Rafinha có vẻ chẳng đói hoài gì đến lời đề nghị này và anh đã từ chối để đợi Barcelona. Trước đó, theo nguồn tin từ tờ Daily Mail, đội chủ sân Elland Road tuyên bố sẽ chỉ để Rafinha ra đi nếu nhận đủ số tiền 55 triệu bảng. Tờ Sport tiết lộ cả cầu thủ người Brazil và người đại diện Deco chỉ muốn Rafinha khoác áo đội chủ sân Camp Nou. Theo nguồn tin từ tờ Daily Mail, Arsenal, Newcastle, Aston Villa, Napoli và Brentford đang tranh nhau sau mai Aaron Hickey. Cầu thủ sinh năm 2002 được bầu chọn là tài năng trẻ xuất sắc nhất Bologna ngay ở mùa giải đầu tiên chơi bóng cho câu lạc bộ nước Ý. Không những vậy, những màn trình diễn tuyệt vời trong mùa bóng năm nay đã giúp anh lọt top 100 ứng cử viên cho danh hiệu Golden Boy năm 2022. Điểm mạnh của Hickey là khả năng thuận cả hai chân, nên anh có thể thi đấu ở cả hai hành lang cánh.
Theo tờ Mirror, tài năng trẻ 20 tuổi nhiều khả năng sẽ là bản hợp đồng đầu tiên của huấn luyện viên Mikel Arteta trong phiên chợ hè năm nay, khi pháo thủ đang xúc tiến việc chiêu bộ trên chạy cánh này. Nhật báo này còn cho biết, Hickey rất hứng thú với viễn cảnh gia nhập sân Emirates. Bên cạnh đó, lời đề nghị trị giá 21 triệu bảng được gửi tờ The Gunner đã được câu lạc bộ Bồ Đào Nha đồng ý. Vào ngày hôm qua, tờ The Athletic cho hay Man United đã gửi đến tiền vệ Christian Eriksen lời đề nghị chính thức đầu tiên, và các đối thủ đang cạnh tranh với Quỷ Đỏ trong cuộc đua giành chữ ký của nhạc trưởng người Đan Mạch cũng không chịu kém cạnh, bao gồm Tottenham và Everton. Theo những báo cáo từ tờ Goal, gà trống mới đưa ra lời đề nghị của mình cho trường hợp của Eriksen, và The Toffer cũng vậy. Tờ Football London cho hay chân truyền sinh năm 1992 muốn được chơi bóng ở Champions League. Vì vậy, dễ thấy đội chủ sân Tottenham đang là đội có lợi thế hơn so với nửa đỏ thành Manchester và đội chủ sân Goodison Park trong cuộc đua giành chữ ký của tiền vệ 30 tuổi. Theo những báo cáo từ tờ Telegraph, Man City đang muốn thu về 200 triệu bảng qua việc bán cầu thủ vào phiên chợ mùa hè năm nay. Tờ Mirror tiết lộ, The Citizen đang cân nhắc sẽ bán đi vài cái tên trong tháng tới, trong đó nổi bật là Gabriel Jesus và Raheem Sterling. Theo nhà báo Fabrizio Romano, Arsenal đang hướng đến việc chiêu mộ chân chạy cánh người Brazil và sẵn sàng chi trả 50 triệu bảng cho thương vụ này. Về phần tuyển thủ tạm sử, tờ The Sun tiết lộ, Chelsea mong muốn giá 60 triệu bảng để đường đường chính chính mang Sterling về sân Stamford Bridge. Trong khi đó, những cầu thủ trẻ còn lại mà đội chủ sân Etihad dự định bán bao gồm Jangel Herrera, Morgan Roger, Gavin Bajunu hay Pedro Pojo đang được Transfermarkt định giá vào khoảng 14 triệu euro, 1,8 triệu euro và 5 triệu euro, cùng 25 triệu euro. Trong khi tương lai của trung vệ Presnel Kimpembe chưa được đảm bảo bởi anh đang được Chelsea quan tâm, Paris Saint-Germain đã lên kế hoạch đưa về một cái tên mới trong trường hợp cầu thủ người Pháp ra đi. Theo cập nhật từ nhà báo Fabrizio Romano, Paris Saint-Germain đã đưa trung vệ Milan Skriniar vào danh sách các mục tiêu rút gọn mùa hè này. Theo tờ The Mirror, câu lạc bộ nhà giàu nước Pháp đã mở các cuộc đàm phán với Inter Milan cho tuyển thủ người Slovakia. Tờ Calcio Mercato khẳng định, Le Parisien đã đưa ra lời đề nghị trị giá 52 triệu bảng, cộng với hậu vệ Thilo Kehrer, nhưng Nezazzurri chỉ muốn nhận tiền. Cụ thể, con số mà đội chủ sân Giuseppe Meazza mong muốn để chấp nhận nhà người là 85 triệu bảng. Trước đó, theo tờ Corriere della Sera, đại diện thủ đô Paris đã đưa ra lời đề nghị 50 triệu euro, nhưng họ lại quyết định tăng mức phí hỏi mua trung vệ Milan Skriniar lên thành 60 triệu euro. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi bản tin chuyển nhượng hàng ngày trên kênh Bình luận viên Anh Quân. Chúc các bạn có một ngày thật tràn đầy năng lượng. Hẹn gặp lại trong các bản tin chuyển nhượng kế tiếp. Đừng quên khung giờ 10:30 hàng ngày nhé.